năm thực phẩm đại kỵ với sầu riêng, cố tình ăn là sống thực vật suốt đời, ai cũng nên biết. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, sầu riêng là món ăn khoái khẩu của khá nhiều người. Vị ngọt, ngậy và béo của loại quả đặc trưng này đã chinh phục được rất nhiều khách hàng khó tính. Đây là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao, có hàm lượng protein, glucid, lipid, các chất khoáng và giá trị năng lượng cao hơn rất nhiều so với loại trái cây khác. Sầu riêng có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn sầu riêng cũng tốt. Thậm chí, với một số người mắc bệnh hoặc khi ăn sầu riêng kết hợp với một số thực phẩm đại kỵ có thể gây hại cho sức khỏe, nguy hiểm hơn là dẫn đến mất mạng. Những thực phẩm đại kỵ ấy là gì? Ăn sầu riêng như thế nào để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe? Xin mời quý vị cùng theo dõi trong video. An Tâm Sống Khỏe sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc cho các bạn. Và đừng quên, chúng tôi sẽ lên sóng đều đặn vào mỗi 11 giờ và 19 giờ ở tất cả các ngày trong tuần. Hãy nhanh tay ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào quý vị nhé. Những thực phẩm tuyệt đối không nên kết hợp với sầu riêng. 1. Không ăn khi uống rượu. Theo lời một nhà khoa học cho rằng, sầu riêng làm cho con người ta có một cảm giác như sắp chết nếu ăn xong rồi sau đó không lâu lại uống một loại chất có cồn. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người bình thường nếu ăn hai món này cùng nhau sẽ sinh nhiệt không tốt cho cơ thể. Còn đối với những người bị tiểu đường, cao huyết áp, nếu ăn cùng một lúc sẽ dễ dẫn đến nhức đầu, tim đập nhanh, nghiêm trọng hơn sẽ gây xuất huyết và đột quỵ cao. 2. Không ăn cùng một số loại thịt. Không ăn sầu riêng cùng với các loại thịt như thịt bò, thịt cừu, chó và hải sản. Sầu riêng là loại trái cây có chứa nhiều chất đường, kali, chất béo, glycemic. Trong khi đó, các loại thịt trên đều là nguồn bổ sung protein dồi dào và nhiều chất béo. Đặc biệt là chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol trong máu. Khi sử dụng cùng lúc hai loại sẽ khiến cholesterol trong máu tăng cao đột ngột, mạch máu vì thế sẽ không tải nổi. 3. Không ăn cùng với các thực phẩm cay nóng. Nếu chế biến sầu riêng là món ăn thì nên nhớ rằng tránh sử dụng chung sầu riêng với các gia vị cay nóng như tiêu, ớt, gừng, tỏi, v.v. vì chúng sẽ làm giảm hương vị của nó, lại kết hợp với tính nóng của sầu riêng, gây ra tình trạng nóng, bứt rứt, khó chịu trong người. 4. Sầu riêng rất kỵ với cà phê. Gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa và bạn sẽ có một hơi thở rất nặng mùi. Do trong sầu riêng có chứa một lượng lớn dầu có sunfua kết hợp với caffeine trong cà phê gây ức chế hoạt động của men aldehyde dehydrogenase. Nguyên nhân dẫn đến 70% chất oxy hóa trong tế bào không được chuyển hóa và từ đó gây độc cho cơ thể. 5. Coca. Coca-Cola là thức uống yêu thích của nhiều người, có thể giải khát tức thì, cho ta cảm giác sảng khoái. Tuy nhiên, trong Coca có ga chứa caffeine. Nếu kết hợp với sầu riêng, sẽ gây ra một số phản ứng hóa học với một số chất trong sầu riêng. Các phản ứng hóa học này sẽ tạo ra các chất độc cho cơ thể, dẫn đến nhồi máu cơ tim và có thể tử vong. Sầu riêng là một loại quả độc đáo, nhiều người không thích, thậm chí là rất sợ mùi của nó. Nhưng những ai đã thích thì lại vô cùng thích, cảm giác như là nghiện món hoa quả này vậy. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sầu riêng có hàm lượng protein, glucid, lipid và các chất khoáng cùng với giá trị năng lượng của sầu riêng đều cao hơn rất nhiều so với các loại trái cây khác. Trái sầu riêng có tác dụng giúp tăng cường và phục hồi sức khỏe cho người ốm yếu, có ích cho cơ bắp, cung cấp một nguồn chất béo thô có lợi cho cơ thể. Nhiều người nghiện ăn sầu riêng vì nó có mùi thơm quyến rũ và vị ngọt ngào béo ngậy. Tuy vậy, có một số người không nên ăn sầu riêng là những người mắc các bệnh sau. 1. Bệnh nhân tiểu đường, cao huyết áp. Sầu riêng là loại quả có chỉ số đường rất cao, lên tới 70%. Nghĩa là ngay sau khi ăn sầu riêng xong, đường huyết tăng cao rất nhanh. Nên đây là loại quả phải kiêng đối với bệnh nhân tiểu đường. Đông y cho rằng sầu riêng có tính nóng, có thể làm tăng huyết áp, vì thế không tốt cho người bị cao huyết áp. Hamalin trong nhân hạt và trong nạc của quả sầu riêng kết hợp với rượu có thể làm tăng cao huyết áp. 2. Bệnh nhân suy thận. Lượng kali trong sầu riêng sẽ cực nguy hiểm với những bệnh nhân bị suy thận. Vì khi lượng kali trong máu vượt quá mức 6,5 mmol trên lít sẽ làm tim loạn nhịp và đưa tới ngừng tim đột ngột, có thể gây tử vong đột ngột. Do đó, những người bị suy thận thì không nên ăn sầu riêng. 3. Phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai không nên ăn sầu riêng vì đây là loại quả có chứa nhiều đường và tính nóng. Ăn sầu riêng có thể gây tăng huyết áp và bốc hỏa, đầy hơi, khó tiêu ở bà bầu.
Do đó, những người mang thai nên hạn chế ăn sầu riêng để đảm bảo sức khỏe cho thai nhi. 4. Người gây ốm. Những người có tình trạng như là âm hư, nội nhiệt với các triệu chứng, người gây ốm, da khô, nóng bứt rứt, lòng bàn tay bàn chân ấm, khát nước, khó ngủ, đêm ngủ ra mồ hôi trộm, đi tiểu ít, nước tiểu vàng, đại tiện táo bón, di mộng tinh v.v. cần hạn chế ăn sầu riêng. 5. Người vừa uống rượu chất có cồn. Theo kết quả nghiên cứu của nhà khoa học Rumphius công bố vào thế kỷ 18 cho thấy sẽ xuất hiện những rối loạn tiêu hóa và hơi thở xấu. Năm 1929, nhà khoa học Gimlet cũng cảnh báo không được dùng sầu riêng khi uống rượu brandy. Năm 1981, nhà khoa học Krop cũng trình bày trong một tài liệu thực vật học của ông ghi nhận sầu riêng làm cho con người ta có cảm giác như sắp chết nếu vừa ăn xong lại uống chất có cồn. 6. Những người có tình trạng âm hư, nội nhiệt. Biểu hiện của tình trạng này là người gây ốm, da khô, nóng bứt rứt, lòng bàn tay bàn chân ấm, khát nước, khó ngủ, đêm ngủ ra mồ hôi trộm, đi tiểu ít, nước tiểu vàng, đại tiện táo bón, di mộng tinh v.v. cũng cần hạn chế ăn sầu riêng. 7. Người bị bệnh tim. Sầu riêng có hàm lượng kali cao, vì vậy những người mắc bệnh thận và bệnh tim nên hạn chế ăn. Chất kali bị ứ động lại trong cơ thể khi bị suy thận sẽ cực kỳ nguy hiểm vì có thể làm tim loạn nhịp và đưa tới ngừng tim đột ngột, gây tử vong bất cứ lúc nào mà không có triệu chứng báo trước. Quý vị thân mến, sầu riêng ngoài chứa hàm lượng đường còn chứa rất nhiều protein, chất béo, vitamin và các nguyên tố vi lượng như canxi, phốt pho và sắt, có thể bổ sung nuôi dưỡng cơ thể và bôi trơn da. Tuy nhiên, nếu như ăn nhiều sầu riêng sẽ gây nóng trong, nổi mụn nhọt, gây mất thẩm mỹ. Vậy ăn sầu riêng như thế nào để không bị nóng? Trong phần tiếp theo của video, An Tâm Sống Khỏe sẽ bật mí tới các bạn bí kíp để giúp cơ thể không bị nhiệt khi ăn sầu riêng. Mời quý vị cùng theo dõi. 1. Uống nhiều nước. Uống nhiều nước là giải pháp đơn giản và rất dễ thực hiện để hạn chế nhiệt nóng người do sầu riêng gây ra. Trong lúc ăn sầu riêng, bạn nên uống kèm nước. Sau khi ăn, cũng nên uống thêm một cốc nước để hạ nhiệt nhanh chóng. Ngoài ra trong ngày, cũng nên nhớ bổ sung nước liên tục thì mới giúp cơ thể cân bằng lại bạn nhé. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý, nước ở đây là nước lọc chứ không phải nước đá, nước ngọt có ga nhé. Nếu dùng nước đá hoặc nước ngọt có ga thì càng làm tăng thêm nhiệt nóng, khiến cơ thể bốc hỏa và mụn bùng phát không kiểm soát được đấy. 2. Ăn cả các loại trái cây có tính hàn. Sầu riêng có tính nhiệt nên rất dễ gây nóng người, cho dù bạn chỉ mới thưởng thức có vài múi nhỏ. Thế nhưng, nếu bạn biết ăn kết hợp với một vài loại trái cây có tính hàn sẽ giúp hóa giải nhiệt nóng trong người ngay. Một số loại trái cây hữu ích trong trường hợp này phải kể đến là măng cụt, thanh long, dứa, ổi, cam, chanh, v.v. Những loại trái cây này không hẳn là ăn cùng lúc với sầu riêng, nhưng bạn nên nạp ngay trong ngày để giảm nhiệt nóng do sầu riêng gây ra hiệu quả. 3. Bổ sung thêm các loại nước mát gan giải nhiệt. Nước dừa, trà atiso, nước rau má, nước đậu xanh nấu v.v. đều có công dụng giải nhiệt nóng trong người nhanh tức thì. Do đó, nếu lỡ ăn quá nhiều sầu riêng và bạn thấy trong người nóng hừng hực như muốn bốc hỏa thì nên bổ sung ngay các loại thức uống này giúp cơ thể giải nhiệt ngay. Đừng để nóng trong người kéo dài sẽ gây ra nhiều bất lợi khác cho cơ thể như nổi mụn, sinh mụn nhọt, tiểu gắt, táo bón, v.v. 4. Không ăn quá nhiều. Sai lầm lớn nhất của những tín đồ sầu riêng là ăn nhiều sầu riêng. Có bạn còn xơi tái cả quả sầu riêng trong một lúc. Ăn sầu riêng mà thả ga như thế thì trách sao nóng người và mụn nổi đầy mặt. Ngoài ra, ăn quá nhiều sầu riêng còn khiến cơ thể đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh khác như đầy hơi, khó tiêu, táo bón, v.v. Nếu ăn đúng cách, sầu riêng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, có thể kể đến như sau. Lợi ích của việc ăn sầu riêng. 1. Tăng tuần hoàn máu. Sầu riêng có tính nóng, vì vậy có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu, xua tan lạnh và có tác dụng làm giảm đau bụng kinh ở phụ nữ. Đồng thời, ăn sầu riêng cũng có tác dụng cải thiện độ lạnh của bụng và làm tăng nhiệt độ cơ thể. Đây là thực phẩm bổ sung lý tưởng cho người có thể chất lạnh. Dùng vỏ quả sầu riêng và xương để nấu canh. Đây chính là phương thuốc dân gian dùng để điều trị các loại bệnh do cơ thể lạnh gây ra. 2. Nuôi dưỡng cơ thể. Giá trị dinh dưỡng của sầu riêng cực kỳ cao. Tiêu thụ thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho cơ thể, dưỡng tỳ bổ khí,
bổ thận cường dương, là một loại quả có công hiệu nuôi dưỡng cơ thể tuyệt vời. Ở Thái Lan, sầu riêng thường được sử dụng làm thực phẩm bổ dưỡng cho bệnh nhân và phụ nữ sau sinh. 3. Tăng cảm giác ăn ngon miệng. Mặc dù hương vị đặc biệt của sầu riêng gây tranh luận rất lớn, có khá nhiều người không thích hương vị đặc biệt này, nhưng giá trị dinh dưỡng của sầu riêng cũng được phản ánh trong mùi vị. Hương vị đặc trưng này có tác dụng tuyệt vời, đó chính là làm tăng cảm giác ăn ngon miệng. 4. Giúp điều trị táo bón. Sầu riêng rất giàu chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột và điều trị táo bón. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ăn sầu riêng để điều trị táo bón cũng cần phải uống nhiều nước hơn, bằng không lượng lớn chất xơ không có nước để hút sẽ gây phản tác dụng. 5. Phòng ngừa và điều trị tăng huyết áp. Các chức năng sinh lý của vitamin trong sầu riêng và tác dụng điều trị bệnh của chúng đối với một số bệnh trong cơ thể rất ít người biết. Trong sầu riêng chứa các yếu tố khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Trong số đó, hàm lượng kali và canxi đặc biệt cao. Kali tham gia vào quá trình chuyển hóa carbon hydrate, năng lượng và vận chuyển chất, giúp ngăn ngừa và điều trị huyết áp cao. 6. Ăn sầu riêng mang đến nguồn năng lượng tuyệt vời. Nếu bạn tiêu thụ khoảng 234g sầu riêng, điều đó tương đương với bạn hấp thu khoảng 20% lượng carbon hydrate cần trong một ngày. Như thế, sầu riêng chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn khi đang có nhu cầu bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể. Bởi lẽ, chỉ cần ăn 1/5 trái sầu riêng, bạn đã có thể bổ sung nguồn năng lượng cần thiết cho cả một ngày dài. 7. Chứa nhiều chất béo và calo. Một khẩu phần ăn chỉ có sầu riêng có chứa hơn 350 calo và 13 gram chất béo. Rất may mắn rằng loại chất béo này không gây hại cho cơ thể của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không có nhu cầu tăng cân liên tục thì nên biết kiềm chế với loại trái cây hấp dẫn này. 8. Cung cấp lượng chất xơ tối ưu. Một trong những lợi ích của sầu riêng chính là có chứa hàm lượng chất xơ cao. Mỗi khẩu phần ăn nên cần chứa 9 gram chất xơ, tương đương 37% nhu cầu hàng ngày của bạn. Điều này thật khó thực hiện khi hầu như các loại vi chất này đều có nhiều trong trái cây hơn là các bữa ăn. Chính vì thế, nếu bạn cần hấp thụ một lượng chất xơ ổn định, thì sầu riêng là loại trái cây tốt để bạn sử dụng. Vua trái cây nhiệt đới, sầu riêng luôn là loại trái cây hot và được săn lùng ráo riết trong mùa hè. Vậy, phải làm sao để mua được một quả sầu riêng chín ngon, chất lượng và an toàn? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 6 bí quyết chọn sầu riêng ngay sau đây nhé! 1. Chọn những trái có mùi thơm nồng. Mùi thơm của sầu riêng sẽ nồng hơn khi trái chín già. Mức lan tỏa của mùi cũng sẽ vô cùng mãnh liệt dù là ở khoảng cách khá xa. Bạn nên chọn những quả có mùi thơm nồng nàn như vậy. Sầu riêng ngâm hóa chất thường mùi rất nhạt hoặc thậm chí là không có mùi, và mùi của chúng thường không được tự nhiên mà gây khó chịu cho khứu giác. 2. Âm thanh khi gõ phát ra chắc nịch. Âm thanh là một yếu tố để kiểm tra chất lượng của sầu riêng. Khi mua sầu riêng, bạn nên cầm quả sầu riêng lên, lắc nhẹ hoặc dùng cây khui sầu riêng gõ nhẹ vào thân quả. Nếu quả phát ra tiếng bịch bịch hay âm thanh phát ra đục, chứng tỏ quả đó chắc nịch, cơm dày. Còn nếu âm thanh phát ra chát chát như cong, cong, có vẻ rỗng thì quả đấy hạt nhiều, ăn không ngon. 3. Cuống sầu riêng tươi còn nhựa. Bạn hãy chú ý đến những quả có cuống còn tươi, màu hơi xanh và cứng. Dùng móng tay bấm vào thì thấy hơi ướt ướt nhựa. Sầu riêng để lâu, cuống sẽ teo lại và bị héo. Còn đối với sầu riêng ngâm hóa chất, bấm móng tay vào cuống sẽ không thấy chảy nhựa, và nếu như để lâu ngày thì cuống sẽ bị thối. 4. Màu vỏ xanh rêu, ửng vàng. Quả sầu riêng chín cây sẽ có màu xanh rêu hay ửng một chút vàng nhạt. Còn nếu như chạm vào vỏ mà thấy có bột màu vàng kem thì đó là sầu riêng tẩm hóa chất bị ép chín. Vỏ sầu riêng có thể bị nứt, và thông qua lớp vỏ nứt đó, bạn hãy lấy tay ấn nhẹ vào phần thịt để xác định là sầu riêng đã chín hay chưa. Nếu chín, phần thịt sẽ vàng, mềm và thơm. 5. Phần eo của sầu riêng phình to, lộ rõ múi. Khi nhìn vào hình dáng của quả sầu riêng, bạn nên để ý tới phần eo, đừng vội chọn những trái tròn đẹp mắt. Quả sầu riêng ngon, chất lượng sẽ có phần eo phình to, đều và không méo mó. Bạn có thể trông thấy các múi rõ ràng từ phía ngoài vỏ, và nếu như vỏ bị nứt thì sẽ có mùi thơm thoang thoảng.
Quý vị thân mến, với một đất nước nhiệt đới như nước ta, không khó để bạn có thể tìm và lựa chọn cho mình một quả sầu riêng thơm ngon và bổ dưỡng. Hãy bổ sung thêm trái cây, trong đó có sầu riêng để có thể mang lại cho bạn một sức khỏe tốt nhất bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.